Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Liên minh Mỹ-Anh tấn công các mục tiêu hầu thị do Iran hậu thuẫn ở Yemen sau hàng loạt vụ tấn công tàu ở Biển Đỏ. Tòa thị chính của Trump trở thành điểm nóng, đè bẹp CNN với số người xem khủng. Ai dám nói Trump hết thời Biden đã bí mật gặp gỡ các nhà tài trợ để xoa dịu những lo ngại, bao gồm cả tuổi tác và năng lực của ông ta. Nhân viên quân đội bối rối trước sự sụt giảm mạnh về tuyển dụng người da trắng trong 5 năm qua. Thưa quý vị, mở đầu là thông tin về một sự kiện quan trọng đang diễn ra trên thế giới. Đó là cuộc không kích của Hoa Kỳ và Anh vào lực lượng Houthi ở Yemen. Sự kiện này xảy ra vào sáng thứ Sáu, và nó đến sau hàng loạt cuộc tấn công liên tục của Houthi nhằm vào các tàu đi qua biển đỏ. Điều đáng chú ý, lực lượng Houthi đã bắt đầu sơ tán khỏi thành phố Hodeida ở biển đỏ, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thông báo về sự can thiệp quân sự và các quan chức cảnh báo về hậu quả nếu Houthi không ngăn chặn các cuộc tấn công. Điều này đã làm nổi lên mối lo ngại về tình hình ngày càng căng thẳng, đặc biệt là sau khi Iran bắt giữ một tàu chở dầu ở Vịnh Oman vào sáng thứ Năm. Có những nghi ngờ rằng Iran đang hậu thuẫn Houthi để tăng cường cuộc tấn công thương mại ở Biển Đỏ có thể liên quan đến chiến tranh ở Gaza giữa Israel và Houthi. Các nhân chứng cho biết lực lượng Houthi đã tăng cường tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ trong những tuần gần đây, đặt ra những thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu và tự do thương mại trên các tuyến đường thủy quan trọng của khu vực. Joe Biden đã ra lệnh tái liệt kê lực lượng Houthi vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài và đóng băng 10 tỷ đô la cho Iran. Các quan chức cũng đặt ra nhiều câu hỏi về mục tiêu của IRGC ở Yemen và liệu có những biện pháp răng đe có thể khôi phục lại hay không. Trong bối cảnh này, chúng ta cần theo dõi sát sao diễn biến tình hình và cân nhắc về những hậu quả có thể xảy ra trong tương lai. Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật lên những căng thẳng và xung đột đang diễn ra trên thế giới, đồng thời đặt ra những thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế. Quý vị thân mến, cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Cộng Hòa với sự tham gia của cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley và thống đốc Florida Ron DeSantis đã bị lưu mờ so với tòa thị chính của tổng thống Donald Trump trên Fox News Channel. Theo dữ liệu từ Ad Impact, Cuộc tranh luận của Tổng thống Trump đã thu hút gần gấp đôi lượng người xem so với sự kiện tương tự của CNN. Theo Ad Park, tòa thị chính của Trump trên FNC có lượng người xem trung bình là 4,3 triệu vào tối thứ tư, đè bẹp lượng người xem của cuộc tranh luận trên CNN giữa Nikki Haley và Ron DeSantis. Sự kiện này được mô tả là sự kiện truyền hình chính của ông Donald Trump được theo dõi nhiều nhất kể từ ngày 8 tháng 11. Dữ liệu cũng cho thấy tòa thị chính của Trump trên FNC đã đánh bại CNN ở nhóm nhân khẩu học quan trọng với trung bình 553.000 người lớn trong độ tuổi 25 đến 54 so với 479.000 người xem của CNN. Trong cuộc tranh luận, Trump đã ra hiệu rằng ông sẽ chọn ai làm đồng hành cùng mình vào năm 2024, nhưng ông giữ bí mật và nói rằng sẽ có một chương trình khác vào lúc nào đó để tiết lộ Cuộc tranh luận này là một trong những sự kiện nổi bật trên Fox News trong tuần, khi tòa thị chính của Trump cùng với Haley và DeSantis thu hút hàng triệu người xem trong ba đêm trước cuộc họp kín ở Iowa. Điều đáng chú ý là Fox News đã đè bẹp CNN ở cả hai cuộc tranh luận với lượng người xem đáng kể. Cuộc tranh luận sơ bộ này cũng được so sánh với cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa ở Milwaukee vào năm trước do Brett và Martha McCallum đồng điều hành thu hút trung bình 13 triệu người xem, nhiều hơn đáng kinh ngạc so với CNN vào cùng thời gian. Bayer và Mark Cullum sẽ tiếp tục đồng tổ chức sự kiện đưa tin Dân Chủ 2024 Iowa Caucus vào thứ hai trên Fox News Channel. Tổng thống Donald Trump đã sử dụng Truth Social để chia sẻ nhiều đoạn clip nhấn mạnh những lời chỉ trích đối với đối thủ chính trị của mình. Trong một số bài đăng, ông chỉ trích Ron DeSantis và Nikki Haley về những đề xuất cắt giảm trong an sinh xã hội và Medicare. Ông Trump viết, DeSantis muốn cắt an sinh xã hội và Medicare, Nikki Haley muốn cắt an sinh xã hội và Medicare, đồng thời chia sẻ thông tin về Nikki Haley muốn tăng độ tuổi đối với các chương trình này từ 65 lên 74. Trong một đoạn clip khác, ông Trump nhấn mạnh rằng ông là tổng thống duy nhất trong 72 năm không có bất kỳ cuộc chiến tranh nào và chia sẻ phản ứng tích cực từ khán giả ông cũng đã đưa ra một tuyên bố đầy tự hào. Trách nhiệm cuối cùng của chúng tôi là thành công MAGA và chia sẻ một đoạn clip trong đó ông tuyên bố sự thành công của nước Mỹ là quả báo cuối cùng đối với phe cực tả dưới sự lãnh đạo của ông Joe Biden. Trong bối cảnh cuộc họp kín sắp diễn ra tại Iowa, Trump giữ vững vị trí dẫn đầu với một trung bình 35,3 điểm ở bang Hoke tạo ra sự chú ý và tranh cãi trong cuộc đua chính trị Thưa quý vị, trong bối cảnh sôi nổi của cuộc đua bầu cử năm 2024, ông Joe Biden sợ thua đến mức chỉ còn biết cách thực hiện âm mưu bí mật gặp gỡ các nhà tài trợ để xoa dịu những lo ngại bao gồm cả tuổi tác và năng lực của ông ta nhằm giải tỏa lo ngại và tìm giải pháp cho những mối lo ngại của các nhà tài trợ hàng đầu. Cuộc họp kín được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc, nơi ông đã thảo luận với ít nhất 6 phiên, mỗi phiên quy tụ từ 4 đến 8 người trong không khí thân mật này các vấn đề quan trọng như xử lý tổng thống trump nếu ông tái tranh cử và quyền phá thai đã được đặt ra theo những người quen thuộc với cuộc họp ông joe biden đã tập trung giải tỏa lo ngại về tuổi tác và năng lực của mình một người tham gia cho biết cuộc họp đã xua tan bất kỳ ai còn nghi ngờ về quyết tâm nghị lực và niềm đam mê của ông ta họ mô tả cuộc họp như một nguồn động viên và năng lượng tích cực cho cụ joe biden với hy vọng rằng những người nghi ngờ về khả năng của ông sẽ rời đi với ấn tượng tích cực. Không chỉ có các nhà tài trợ hàng đầu, mà còn có sự tham gia của những cá nhân lâu nay quen thuộc với ông Joe Biden. Các cuộc họp không diễn ra trong không gian làm việc chính thức của Tòa Bạch Ốc, tạo điều kiện cho thảo luận tự do về các hoạt động chính trị. Thậm chí có thông tin cho biết ông Joe Biden đã mở cửa phòng bầu dục để những người ủng hộ xem. Tuy nhiên, những người lãnh đạo này cũng đặt ra cảnh báo về vấn đề pháp lý có thể phát sinh từ cuộc bầu cử, có sự quan tâm về việc ngăn chặn mọi vấn đề tiềm ẩn làm ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden. Những lo ngại này không chỉ đến từ các nhà tài trợ mà còn từ những đảng viên của Đảng Dân chủ như Hillary Clinton, cô đã nói về mối lo ngại về tuổi tác của ông Joe Biden và nhấn mạnh quyền của mọi người để xem xét vấn đề này. Bà Clinton cũng đã chia sẻ rằng ông Biden có một cái tốt ghi lại và nên được đánh giá qua những giải pháp thay thế mà ông đề xuất. Quý vị thân mến, theo một báo cáo, việc tuyển mộ binh lính da trắng của quân đội vào năm 2023 đã giảm gần một nửa trong 5 năm qua. Theo một báo cáo, sự suy giảm đáng kể đó trùng hợp với việc dịch vụ thúc đẩy tăng cường tuyển dụng đối tượng dân số đa dạng hơn. Sự sụt giảm của tân binh da trắng cũng trùng hợp với việc quân đội không đạt được mục tiêu 65.000 tân binh vào năm 2023 xuống 10.000. Military.com đưa tin hôm thứ Tư rằng dữ liệu nội bộ của quân đội cho thấy tổng cộng 44.042 tân binh của quân đội được phân loại là người da trắng vào năm 2018, nhưng con số đó đã giảm liên tục mỗi năm xuống mức thấp hoặc 25.070 vào năm 2023 mức giảm 6% từ năm 2022 đến năm 2023 là mức giảm đáng kể nhất. Nó nói thêm rằng không có nhóm nhân khẩu học nào khác chứng kiến sự sụt giảm nhanh chóng như vậy. Theo báo cáo, phần lớn đã có sự tuyển dụng đồng đều đối với các tân binh da đen và gốc Tây Ban Nha. Tuy nhiên, do sự sụt giảm số tân binh da trắng trong thời gian đó từ 56,4% đến 44% tỷ lệ phần trăm của các nhóm nhân khẩu học đó đã tăng lần lượt là 4 và 7 phần trăm. Ít nhất một số quan chức của quân đội không biết đổ lỗi cho ai, chỉ biết cách đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa và các phương tiện truyền thông bảo thủ vì đã lên tiếng về tình trạng thức tỉnh trong quân đội cũng như tình trạng béo phì và hệ thống giáo dục công. Bài báo nhắc lại chiến dịch tuyển mộ Gen Z của quân đội, trong đó có một người lính có hai mẹ, cũng như các nhóm dân tộc thiểu số khác đã thu hút sự chỉ trích từ đảng Cộng Hòa một quan chức quân đội nói với military.com có một mức độ uy tín ở những vùng nước mỹ bảo thủ với dịch vụ đã xuống cấp bây giờ bạn có thể nói rằng bạn không muốn tham gia vì bất kỳ lý do gì hoặc nói xấu dịch vụ mà không có bất kỳ cảm giác tội lỗi về văn hóa nào liên quan đến lần đầu tiên ở những khu vực đó tuy nhiên họ cho biết sự sụt giảm tuyển dụng người da trắng đã làm cho các nhân viên quân đội bối rối và không dễ giải thích bởi bất kỳ yếu tố cụ thể nào Military.com trích dẫn số liệu thống kê về sự suy giảm của đàn ông già trắng trong lực lượng lao động, cũng như tại các trường đại học dân sự, trích lời một nhà kinh tế học từ Viện Doanh nghiệp Mỹ. Đàn ông đã gặp rắc rối trong lực lượng lao động trong hai thế hệ. Nguy cơ lớn nhất của việc lao động bỏ học là người bản xứ, trình độ học vấn thấp, chưa lập gia đình. Chuyên gia kinh tế Nicholas Ebertas cho biết, giống như bất kỳ sự thay đổi lịch sử lớn nào khác, thật khó để quy cho một viên đạn ma thuật duy nhất.